Tâm điểm ung thư ngày hôm nay thì qua cái phần trình bày những cái kiến thức rất là lý thú và hữu ích từ cái bài báo cáo của thạc sĩ Hải Nam, thì sau đây bác sĩ Hoàng Thu Hằng đến từ khoa điều trị A của bệnh viện K xin phép được chia sẻ một phần trong cái điều trị đa mô thức của ung thư trực tràng, đó là cái điều trị trước khi chúng ta phẫu thuật, điều trị hóa xạ trị đồng thời. Thì cũng như phần giới thiệu của bác sĩ Hoàng Thị Cúc, chúng ta thấy rằng là hóa xạ trị đồng thời, tiền phẫu càng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong cái chiến lược điều trị ung thư trực tràng, đặc biệt là nhờ những cái kết quả của những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong những năm gần đây, thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò của điều trị tiền phẫu với những cái bệnh nhân khối u trực tràng đến ở giai đoạn tương đối là muộn thì đóng vai trò rất là quan trọng. Và điều này đặc biệt là có ý nghĩa thiết thực trong cái bối cảnh điều trị ung thư tại Việt Nam, khi mà đa phần bệnh nhân ung thư đến với chúng ta thường ở giai đoạn không phải là quá sớm. Phần đầu tiên sẽ dành để nói về vai trò của những cái điều trị như vậy trước khi phẫu thuật, nhằm mục đích là tăng cái khả năng mổ, triệt căn cũng như là kéo dài thời gian sống thêm của bệnh nhân. Phần thứ hai xin được phép trình bày về một trong những cái chiến lược điều trị hóa xạ trị tiền phẫu như vậy, bằng cách là điều trị combo tổng thể toàn bộ hóa chất và tia xạ trước khi chúng ta phẫu thuật. Như quý vị cũng đã biết rằng là theo các cái ước tính thống kê thì với cái mô hình bệnh tật ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng xu hướng theo thời gian thì ung thư trực tràng sẽ trở thành một trong những cái ung thư mà có cái tỷ lệ số bệnh nhân mắc càng ngày càng gia tăng, cùng với cả những ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên là ung thư trực tràng thì có những cái đặc điểm đặc thù nhất định. Như quý vị đã thấy rằng là với một cái vị trí giải phẫu nằm sâu trong cái tiểu khung, nằm sâu trong cái hố ngồi trực tràng như vậy, là cái phần cuối của đoạn ống tiêu hóa sát với rìa hậu môn, thì phải nói đây là một cái vị trí rất là khó khăn cho phẫu thuật. Bởi lẽ chúng ta thấy rằng là vị trí này thì phía trước được bao bọc bởi bàng quang và phía sau là xương cùng, là những cái tổ chức mà rất là khó để bóc tách. Đồng thời là vị trí cái khối u nó nằm sâu như vậy cũng rất là khó cho cái phẫu thuật triệt căn. Trong các cái hướng dẫn thực hành thì chúng ta thấy rằng là với một cái khối u mà cách rìa hậu môn từ 15cm trở xuống, đây được định nghĩa là những cái khối u thuộc về hệ thống trực tràng. Và với trực tràng thì người ta chia ra làm ba cái vị trí: trên, ở giữa và dưới, tùy thuộc vào kích thước của cái khối u tính từ rìa hậu môn trở lên. Chúng ta cũng thấy rằng là trước đây khi chúng ta chưa có các cái điều trị cộng gộp, cộng thèm, kèm thêm, ví dụ như là hóa chất, ví dụ như là tia xạ, nếu chỉ tính phẫu thuật không thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ tái phát tại chỗ rất là cao. Điều này được lý giải rất là rõ ràng bởi cái vị trí của khối u trực tràng, như là bác sĩ Hằng đã trình bày ở phần trước. Chúng ta thấy rằng là tỷ lệ tái phát tại chỗ dao động từ 24% cho đến 46%. Có những nghiên cứu đã cho thấy rằng một nửa số bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân có cái tái phát tại chỗ. Đây là một cái vấn đề cần được đặt ra và một cái câu hỏi phải được trả lời rằng vậy phải có những cái phương pháp điều trị nào để làm cho cái tỷ lệ tái phát tại chỗ đó giảm xuống. Một thời gian trước thì chúng ta đã thấy rằng cái việc mà phát triển các cái phương án xạ trị sau khi phẫu thuật để làm tăng cái tỷ lệ tái phát, làm giảm cái tỷ lệ tái phát tại chỗ đi đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Các nghiên cứu đã chứng minh thấy rằng là tỷ lệ tái phát tại chỗ có những nghiên cứu giảm xuống một nửa khi mà chúng ta phối hợp thêm xạ trị sau phẫu thuật. Gần đây thì mô hình điều trị tân bổ trợ, tức là điều trị trước khi phẫu thuật để với mục đích là làm giảm cái tỷ lệ tái phát tại chỗ cũng như là tăng cái khả năng bảo tồn cơ thắt, tiến tới cái việc là mổ giữ lại được cái lưu thông tiêu hóa tự nhiên, không phải làm hậu môn nhân tạo, thì càng ngày càng được quan tâm. Có rất là nhiều nghiên cứu và đi đầu là nghiên cứu của những nhà khoa học người Đức. Người ta đã tìm ra những cái cách để thay đổi cái mô hình điều trị, có thể là không phẫu thuật ngay từ đầu, bởi lẽ là bệnh nhân đến ở cái giai đoạn khối u đã tiến xa tại chỗ tại vùng, mà chuyển qua điều trị tân bổ trợ trước bằng phẫu thuật hoặc là bằng xạ trị là những cái phương án điều trị chính thống, được coi rằng là có các khả năng tiêu diệt bệnh ung thư trước khi phẫu thuật. Liệu là điều trị như vậy có làm tăng cái khả năng mà mổ bảo tồn cũng như là giảm được cái tỷ lệ tái phát tại chỗ không? Chúng ta đã thấy rằng là thêm xạ trị và sau phẫu thuật đã làm giảm rõ rệt cái tỷ lệ tái phát. Vậy thì chuyển qua điều trị xạ trị trước hoặc là xạ trị kết hợp với hóa trị trước khi phẫu thuật thì liệu cái tỷ lệ đó có cải thiện không? Đây là cái câu trả lời rất rõ ràng. Một cái nghiên cứu khởi nguồn từ Đức cho thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có cái khối u trực tràng ở cái giai đoạn đã tương đối là tiến xa tại chỗ tại vùng, ví dụ như là T3,
đặc biệt là T4 và có liên quan đến hạch, hạch vùng được đánh giá qua các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là cộng hưởng từ trước mổ. Bệnh nhân đó sẽ được chia làm hai nhóm, một nhánh là chúng ta điều trị phẫu thuật ngay từ đầu, sau đó thì tùy vào cái kết quả sau phẫu thuật mà điều trị bổ trợ kèm theo. Một nhánh thì chúng ta không điều trị phẫu thuật ngay, chúng ta sử dụng các cái phương án điều trị trước phẫu thuật, tân bổ trợ bằng hóa chất, bằng tia xạ, bằng hóa xạ trị đồng thời, rồi sau đó đánh giá lại tiến hành mổ. Thì người ta thấy rõ kết quả là cái phương án mà điều trị tân bổ trợ trước sau đó phẫu thuật làm giảm rõ rệt cái tỷ lệ bệnh nhân có tái phát tại chỗ tại vùng, con số là 13% so với 6%, và con số P là rất có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên là điều trị tân bổ trợ trước khi phẫu thuật thì cái thời điểm đó chưa cho thấy cải thiện được các cái thời gian sống còn, thông qua cái con số tái phát di căn xa thì gần như tương đương nhau giữa cả hai nhánh điều trị. Ngoài cái nghiên cứu của Đức thì một số quốc gia khác, đặc biệt là cái tổ chức nghiên cứu của ung thư châu Âu, người ta rất quan tâm đến vấn đề làm sao để cải thiện cái hiệu quả điều trị, đặc biệt là ung thư trực tràng, một trong những cái căn bệnh mà thường gặp ở trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Thì người ta thấy rằng là các cái nghiên cứu này đều cho một cái kết quả khẳng định, khi chúng ta điều trị tân bổ trợ trước bằng hóa xạ trị đồng thời, sau đó mới tiến hành phẫu thuật thì cái tỷ lệ tái phát tại chỗ tại vùng giảm hẳn so với việc chúng ta phẫu thuật ngay thì đầu. Tuy nhiên là các cái kết quả nghiên cứu về sống thêm, tức là theo dõi lâu dài thì lại chưa cho thấy cái con số ý nghĩa thống kê rõ rệt. Điều này cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi tiếp theo, đặt ra những cái chiến lược tiếp theo để làm sao chúng ta đã cải thiện được cái tỷ lệ tái phát tại chỗ tại vùng rồi, thì song hành với đó cái việc mà thời gian sống còn của bệnh nhân cũng được nâng lên, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ thêm về những cái cách tiếp cận điều trị ung thư trực tràng. Chúng ta thấy rằng là nói riêng về lĩnh vực hóa chất thì trong ung thư trực tràng có một loại thuốc rất là hiệu quả, đó là 5FU. Ngày nay thì 5FU đã được tiến triển tới các cái phương án, các cái loại thuốc thế hệ sau bằng đường uống, ví dụ như là capecitabine hoặc gần đây nhất là TS1. Chúng ta thấy rằng là cái việc sử dụng 5FU thì có những cái bất lợi nhất định trên lâm sàng, mặc dù là hiệu quả rất là rõ rệt trong điều trị ung thư của đường tiêu hóa. Tuy nhiên là việc mà sử dụng, bệnh nhân đòi hỏi phải nhập viện để truyền 5FU, và cái thời gian truyền 5FU thường là kéo dài 1 đến 2 ngày thì rất là bất tiện cho bệnh nhân. Người ta đã sử dụng ra tất cả những vấn đề bác sĩ Hằng vừa trình bày. Chúng ta có thể thấy rằng là hóa xạ trị trước mổ rõ ràng là có những cái ưu điểm nhất định. Ưu điểm thứ nhất là rõ ràng cải thiện được cái tỷ lệ bệnh nhân tái phát tại chỗ tại vùng. Ưu điểm thứ hai, đối với vị trí trực tràng là một cái vị trí bệnh nhân thường phải đối mặt với nguy cơ làm hộ môn nhân tạo khi mà phẫu thuật, thì cái tỷ lệ mà hóa xạ trị trước đã làm tăng cái khả năng bảo tồn cơ thắt, và từ đó dẫn đến là cái việc phẫu thuật cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, giảm được cái tỷ lệ bệnh nhân phải làm hộ môn nhân tạo, cải thiện được chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rõ rệt. Tuy nhiên ngược lại thì điều trị nào cũng giống như là con dao hai lưỡi, có mặt lợi và cũng có mặt hại. Chúng ta thấy rằng có những cái nhược điểm nhất định, và cái nhược điểm nhìn thấy đầu tiên đó chính là việc mà điều trị tân bổ trợ sẽ làm chậm trễ cho cái việc điều trị phẫu thuật, là bệnh nhân có cái cơ hội mà có thể cắt bỏ ngay khối u ở thì đầu. Với ngược lại, với cái việc mà chúng ta phẫu thuật trước thì chúng ta đã thấy rất là rõ ràng và chúng ta đánh giá ngay được cái giai đoạn lâm sàng dựa theo cái phân loại PTNM. Ngoài ra thì cái việc phẫu thuật đó cũng làm cho cái việc mà những cái điều trị tiếp nối về sau cũng trở nên dễ dàng hơn, bởi lẽ là khối u đã được loại bỏ khỏi cơ thể bệnh nhân. Mà cái quá trình hậu phẫu xét về một mặt nào đó thì khi bệnh nhân chưa được điều trị hóa xạ trị, có lẽ là cái tỷ lệ tai biến, biến chứng do cái xạ trị gây ra, ví dụ như là viêm chức hẹp miệng nối, viêm ruột, ngày xưa thì có lẽ là chúng ta thấy nhiều hơn, và những cái tác dụng phụ do điều trị hóa chất, ví dụ như rụng tóc, buồn nôn thì cũng không thấy nếu mà chúng ta phẫu thuật ngay thì đầu. Kết luận của cái đặc điểm về hóa xạ trị tiền phẫu, chúng ta thấy những cái ưu điểm giống như bác sĩ Hằng đã trình bày vừa rồi, và chính vì những cái ưu điểm này mà ngày nay cái xu hướng điều trị hóa xạ trị tiền phẫu càng ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới, và ngay cả trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện ca, với những cái khối u mà đã ở giai đoạn tiến xa tại chỗ tại vùng như là T3, T4 hoặc là đã có liên quan đến hạch vùng được đánh giá trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh trước mổ, chúng tôi cũng theo đuổi chiến lược điều trị tiền phẫu trước khi phẫu thuật, bởi lẽ những cái kết quả mang lại rất là ngoạn mục. Và xét riêng về vấn đề là điều trị xạ trị thì chúng ta sẽ có những cái phương án điều trị mới, ví dụ như là truyền thống chúng ta điều trị xạ trị dài ngày, so với ngày nay phương án hiện đại là xạ trị ngắn ngày, thì liệu xạ ngắn ngày có mang lại những cải thiện hơn so với xạ dài ngày không?
Xét riêng về lĩnh vực điều trị nội khoa thì chúng ta có các cái thuốc uống thay thế cho cái 5 MEK u truyền, thì liệu các cái thuốc mới ví dụ như capecitabine hay Teduan có hơn được 5 MEK u truyền không? Thì câu trả lời về cái lĩnh vực điều trị nội khoa bác sĩ Hằng đã trả lời phần trước, còn lĩnh vực xạ trị thì chúng ta xin phép được tiếp tục theo dõi những cái phần tiếp theo của bài trình bày ngày hôm nay. Một trong những cái cách tiếp cận mới cũng khá là phổ biến trong các cái thiết kế nghiên cứu lâm sàng thời gian một vài năm trở lại gần đây, chúng ta thấy rằng là điều trị tân bổ trợ đã đạt được những cái kết quả nhất định. Tuy nhiên là về thời gian sống còn toàn bộ cũng như là cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển thì đôi khi đâu đó vẫn chưa làm hài lòng các cái nhà nghiên cứu lâm sàng cũng như là chưa làm hài lòng các cái bác sĩ điều trị trên thực hành lâm sàng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để vừa đạt được hai mục đích, một mũi tên trúng hai đích, vừa đạt được cái tỷ lệ bảo tồn cơ thắt, giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ, đồng thời tăng được cái cơ hội sống thêm, sống còn của bệnh nhân. Prodi 23 là một cái nghiên cứu được thiết kế để trả lời cho câu hỏi đó. Khác với truyền thống, chúng ta điều trị tân bổ trợ, sau đó mổ, rồi cuối cùng mới đến điều trị bổ trợ, thì Prodi đưa toàn bộ điều trị tân bổ trợ và bổ trợ bằng hóa xạ trị và hóa chất lên trước, phẫu thuật sẽ đặt ở cái vị trí cuối cùng. Chúng ta thấy rằng là phương án này người ta cũng chỉ dành cho những cái đối tượng mà có cái khối u đã tiến xa tại chỗ tại vùng, ví dụ như là T3, T4 hoặc là có di căn hạch thôi. Còn với những cái trường hợp mà khối u ở những giai đoạn sớm hơn, T1, T2 thì thông thường hiện nay vẫn là ưu tiên phẫu thuật. Thì chúng ta thấy rằng là cái phương pháp điều trị tân bổ trợ toàn phần, tức là chúng ta để phẫu thuật sau cùng mà sau khi đã điều trị toàn bộ các cái phương án điều trị bổ trợ trước, lên đảo lên trước, ví dụ như là hóa chất, ví dụ như là hóa trị đồng thời, chúng ta thấy cải thiện rõ rệt cái thời gian sống còn thông qua hai con số là sống thêm bệnh không tiến triển và sống thêm không bệnh DFS và PFS. Ngoài ra thì một vấn đề nữa rất là quan tâm khi chúng ta điều trị tân bổ trợ đó là đánh giá cái tỷ lệ đáp ứng trên mô bệnh học cũng như là diện cắt thông qua cái xét nghiệm đánh giá cái khối u còn tồn dư sau mổ và cái tình trạng hạch vùng sau mổ. Thì chúng ta thấy rằng là cái con số P có ý nghĩa thống kê ở tất cả các cái con số về T cũng như là đánh giá về U cũng như là đánh giá về hạch ở cả hai cái nhánh, và ưu thế sẽ nghiêng về cái nhánh điều trị tân bổ trợ cũng như là điều trị hóa chất trước khi chúng ta phẫu thuật. Đó cũng là một trong những cái chủ đề rất là nóng trong cái thời gian một vài năm trở lại đây, và đã chính vì những kết quả của những nghiên cứu như vậy mà các cái thực hành lâm sàng ngày hôm nay chúng ta đã có những cái thay đổi đáng kể về cái điều trị ung thư trực tràng. Một cái câu hỏi mà ngay từ đầu bác sĩ Hằng đã đặt ra đó là liệu chúng ta có thể thay thế điều trị xạ trị truyền thống dài ngày bằng cái xạ trị ngắn ngày không? Thì đã có một số cái nghiên cứu thiết kế như vậy, ví dụ như là Prodi 23 hoặc là Rapido, thì chúng ta thấy rằng là câu trả lời rất là rõ ràng thông qua các cái chỉ số, ví dụ như là các cái kết thúc điểm chính của nghiên cứu, thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, rồi là tỷ lệ đáp ứng toàn bộ mô bệnh học, tỷ lệ tái phát tại chỗ, rồi thời gian sống thêm 3 năm gần như là tương đương nhau giữa cả hai nhánh, và con số P là ở các nghiên cứu thì còn có những cái sự chênh lệch nhất định. Có thể nói rằng qua những cái nghiên cứu như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta lựa chọn phương án điều trị dài ngày hay là ngắn ngày không ảnh hưởng quá nhiều đến cái kết quả điều trị chung cuộc nói chung của ung thư trực tràng. Về vấn đề xạ trị là như vậy, thế còn vấn đề hóa trị thì chúng ta thấy rõ rằng là chúng ta có hai cái phương án điều trị hóa trị trong cái chiến lược điều trị ung thư trực tràng, đó là điều trị hóa trị riêng gọi là hóa chất hay là điều trị hóa trị cùng với xạ trị đồng thời gọi là hóa xạ trị đồng thời. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hóa chất trước thì liệu có lợi ích hơn không hay lợi ích hơn không so với hóa xạ trị đồng thời hay không? Thì các cái thiết kế nghiên cứu ở đây là một cái nghiên cứu rất là lớn báo cáo vào năm 2021, người ta đã cố gắng tìm kiếm rằng cái phương án điều trị hóa chất trước hay là hóa xạ trị trước sẽ cải thiện rõ rệt hơn cái lợi ích sống còn của bệnh nhân. Thì người ta thấy rằng là con số P cuối cùng của cái nghiên cứu này cũng không có ý nghĩa thống kê. Kết luận của cái nghiên cứu đó có thể định hướng chúng ta đến một cái câu trả lời rằng là dù điều trị hóa chất trước hay là hóa xạ trị trước thì cũng không quá là quan trọng trong cái việc mà cái này thì tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của bác sĩ điều trị cũng như là lâm sàng của bệnh nhân đó thôi. Còn nhìn chung thì không ảnh hưởng gì đến cái kết quả điều trị sống còn lâu dài khi theo dõi bệnh nhân điều trị ung thư trực tràng. Đây là một cái hướng dẫn thực hành của NCCN. NCCN là một cái hướng dẫn thực hành của Hoa Kỳ do tổ chức ASCO đứng đầu
và hướng và viết ra. Và tại Việt Nam nói riêng cũng như là tại tại Việt Nam nói chung cũng như là tại bệnh viện ca nói riêng thì NCCN là một trong những cái phác đồ cùng với cả hướng dẫn thực hành của Bộ Y tế được tham khảo để đưa ra những cái điều trị cho bệnh nhân trên thực hành lâm sàng. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà như đã nói từ đầu ở cái giai đoạn không phải là quá sớm, chúng ta sẽ có những cái điều trị tân bổ trợ trước. Và chúng ta thấy rằng là ưu thế thì cái điều trị tân bổ trợ sẽ càng ngày càng được đưa vào trước, ưu tiên hơn trước phẫu thuật. Thậm chí là nếu như chúng ta quan sát guideline, chúng ta có thể thấy là ở những cái giai đoạn như vậy, người ta ưu tiên cái việc điều trị tân bổ trợ toàn phần, tức là đưa toàn bộ quá trình hóa xạ trị cũng như là hóa trị, cái nào trước cũng được nhưng sẽ đưa lên trước khi mà chúng ta tiến hành phẫu thuật. Và cái liệu pháp điều trị tân bổ trợ toàn phần này cũng có những cái nhóm bệnh nhân thích hợp để chúng ta có thể dựa vào đó mà lựa chọn bệnh nhân phù hợp trên thực hành lâm sàng. Đó là nhắc lại những cái bệnh nhân mà có cái khối u tiến xa tại chỗ tại vùng, ví dụ như là T3, T4 hoặc thậm chí là liên quan hạch. Và một vấn đề nữa là chúng ta thấy thứ tự của cái điều trị tân bổ trợ toàn phần, ví dụ như là hóa chất trước hay hóa xạ trị trước, thì nó không quá quan trọng, không ảnh hưởng gì đến cái thời gian sống còn, cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc mà tăng tỷ lệ bảo tồn hay là giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ. Rồi là chúng ta sử dụng xạ trị ngắn ngày hay xạ trị dài ngày cũng đều được. Rồi là các cái phác đồ điều trị hóa chất thì cũng rất là khác nhau tùy từng nghiên cứu. Tuy nhiên là nhìn chung thì đều khẳng định với một cái kết quả rằng là dù dùng Celoc hay Fonfoc hay là thậm chí Fonfirinox thì chúng ta đều cho ra một cái kết quả tương đương. Đó là những cái giai đoạn mà trễ hơn như vậy, chúng ta nên ưu tiên điều trị hóa xạ trị tiền phẫu cộng với cả hóa chất tiền phẫu trước khi chúng ta phẫu thuật. Và cái tổng thời gian mà chúng ta thích hợp cho một cái combo điều trị tân bổ trợ như vậy để tiến hành phẫu thuật đó là 6 tháng. Và dù điều trị theo cái phương án nào thì chúng ta cũng nên cân nhắc những cái ưu nhược điểm của phương án để chúng ta chọn ra những cái bệnh nhân phù hợp với cả cái điều trị mà chúng ta chuẩn bị tiến hành cho bệnh nhân. Các cái guideline của NCCN bản mới nhất cũng cho thấy rằng là những cái bệnh nhân mà đã ở khối u bắt đầu từ T3 trở lên rồi thì cái phương án điều trị hóa xạ trị toàn phần đặc biệt được yêu thích hơn so với cả ngày xưa là đầu tiên thì chúng ta phẫu thuật ngay, sau đó thì chúng ta chuyển qua cái mô hình điều trị hóa xạ trị trước, sau đó mới phẫu thuật kết thúc bằng hóa chất. Thì ngày nay là các cái guideline mới ưu tiên khuyến cáo việc chúng ta điều trị hóa xạ trị trước, sau đó tiến hành hóa chất, rồi cuối cùng kết thúc điểm mới là phẫu thuật. Up to date là một cái hệ thống cũng rất là lớn của Y tế Hoa Kỳ, thì tương tự cũng hướng dẫn giống như là NCCN. Chúng ta thấy rằng là nếu bệnh nhân có bất kỳ một trong những cái đặc điểm nào, ví dụ như là T4, ví dụ như là hạch N2 hoặc là khối u T3 nhưng mà đã có cái dấu hiệu là xâm lấn đến cái lớp mỡ xung quanh trực tràng được đánh giá trên cộng hưởng từ, thậm chí là phát hiện ra được những cái xâm lấn mạch máu chẳng hạn trên các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh, thì chúng ta nên ưu tiên cho cái điều trị hóa xạ trị toàn phần trước khi chúng ta phẫu thuật. Kết luận của cái bài trình bày ngày hôm nay thì xin phép được tóm tắt lại một số cái ý chính như sau. Thứ nhất là chúng ta thấy xu hướng ngày hôm nay thì nhờ kết quả của những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng lớn trên thế giới, cũng như là nhờ những cái hạn chế mà chúng ta thấy còn tồn tại trong cái điều trị, trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày, chúng ta đã thay đổi được cái mô hình điều trị của ung thư trực tràng ở cái giai đoạn còn mổ được, từ việc là chúng ta mổ ngay sang cái việc mà chúng ta điều trị tiền phẫu trước rồi chúng ta mổ, thì thấy rằng là cái kết quả về sống thêm cũng như là kết quả về tăng cái tỷ lệ bảo tồn được cơ thắt, giảm được cái tỷ lệ tái phát tại chỗ rất là rõ rệt. Và đặc biệt cái nhóm bệnh nhân phù hợp với cái điều trị mà trước mổ đó là những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng tiến xa tại chỗ tại vùng, rất là phù hợp với cả đa số các cái bệnh nhân mà ung thư trực tràng tại Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên là những cái kết quả về nghiên cứu sống thêm thì cần phải được củng cố theo cái thời gian theo dõi lâu dài. Và còn một số câu hỏi nữa đặt ra trên thực hành lâm sàng, đó là cái phác đồ nào sẽ là điều trị tối ưu, hóa chất trước hay hóa xạ trị trước? Nếu là điều trị hóa chất thì điều trị phác đồ nào để mang lại cái lợi ích sống còn cho bệnh nhân? Có lẽ chúng ta cần phải theo dõi kết quả từ các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và chúng ta cần phải tiếp tục tiến hành các cái thử nghiệm lâm sàng lớn hơn nữa. Cuối cùng thì xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị khán giả. Xin được phép chuyển sang phần thảo luận tiếp theo ạ.